cái môi trường mới, chế độ mới, đi lỡ có lố tay, tư lậu thuốc nè, hay này nọ, biết cái cây mình đã bị ngộ độc rồi, đừng có suy nghĩ, đừng có hỏi gì hết, lôi thằng này ra 2C cho một lít nước, quất vô cho tôi 3 lần, ngày tới ngày nghỉ, ngày tới ngày nghỉ, và 3 lần là tôi bảo đảm là cái cây nó tỉnh lại liền. Cái chiêu này thưa các anh chị, tôi chắc các anh chị bỏ ra mấy chục triệu mua cũng không có đâu, không ai chỉ. Cái này nó đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. Quý vị biết cái vitamin B12, những người mà sau khi giải phẫu á mà ra rồi đó, mặt xanh chành á, da dẻ xanh chành, ta chích cái này vô để cho nó hồng hào, nó tạo hồng cái cầu mới. Thì cái cây khi mình ngộ độc á, đưa ông nội về vô, ông diệt những cái tế bào chết do những thân thuốc đồ nọ đó, hoại tử, làm hoại tử và tạo lập tế bào mới cho cây mình. Trời ơi, cái này tôi cứu nhiều giường lắm rồi. Đơn giản thôi, cái này là để chích gà thôi. Quý vị đừng ra ngoài tiệm thuốc tây mua cái loại chích người chi mắt ống chi len vậy, 10.000 chai này nhiêu đi, 40-50 triệu không? Ừ, thằng này 100C, mỗi lần tứ 2C, lớp tứ lẻ lử luôn. Tôi chắc quý vị mua cái đó quá đắt luôn, bị mình tưới mà đâu có chích, không có chích vô cây nghe mấy không? Cái này ma tưới nghe. Về cái sớm sáng sát coi cái này, nó giờ đưa vô ống chi len chích, mà đè đầu cái cây chích, cái này tôi không bảo đảm à. Tưới. Đúng rồi. Tưới nhiều lâu mà cho quả nhập được? À, 3 lần. Xả cho nó 3 lần đi, trời ơi thuốc bổ mà đừng tiếc nha. Trời ơi cái này còn uống được nè, giống như siro vậy đó, nó thơm lắm. Bây giờ nè, nay mai không cần phải ngộ độc, nay mai thí dĩ qua cái mùa mưa này rồi gì, có gì dồn cây, ủa sao hôm nay cây mình nó kỳ quá ta, nó không được tươi tắt như hồi xưa, đừng hỏi nữa, đừng hỏi. Qua cái này tưới hết vườn cho tôi đi, qua ngày hôm sau bắt đầu lên tỉnh liền nè. Nó bị do môi trường, nhiều khi mưa sương muối nè, mưa axit này nọ. Bây giờ nước mưa nó đâu như hồi xưa, đúng không? Rồi qua cái giai đoạn mưa này, nhiều cái rễ hư rồi, nó tích tụ ở trong chậu mình đủ thứ, nào nấm bò ống rồi nấm này nấm kia. Đừng hỏi, thấy cái cây mình hôm nay ra cái vườn thấy kỳ kỳ, nó cũng xanh như mấy bữa ta. Rồi, cứ pha này quạt cho tôi.